Kính chào quý khách, đây là bảng thông số hình học motor điện 110kW, 150 ngựa, 150 HP, tốc độ 720 vòng 1 phút, có mã sản phẩm là 315. Với mã sản phẩm này, xin quý vị lưu ý lên trên hình vẽ này. Hình vẽ này bao gồm các mã sản phẩm từ 160 đến 355. Ở đây, tâm nô đế ngang trục ký hiệu là A bằng 508mm chính là khoảng cách từ vị trí tâm nỗ này tới vị trí tâm nỗ này. Tâm nô đế dọc trục ký hiệu là B bằng 508mm chính là khoảng cách từ vị trí tâm nỗ này tới vị trí tâm nỗ này. Đường kính trục D bằng 80mm. Đường kính ngoài mặt đích P bằng 660mm chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn. Ví dụ như chiều dài trục bằng 170mm hay rãnh cavex bằng 22 hoặc là tổng chiều dài thân bằng 1325mm. Đây chính là tổng chiều dài thân. Xin cảm ơn quý khách.